Mẹ chồng Từ Hy Viên like bình luận chỉ trích con dâu, khẳng định Uông Tiểu Phi là người chồng tốt. Thông tin Từ Hy Viên đâm đơn ly dị Uông Tiểu Phi khiến dư luận Đài Loan xôn xao bàn tán. Nguyên nhân được cho là do những mâu thuẫn trong lối sống suy nghĩ. Gần đây, bà Trương Lan, mẹ chồng Từ Hy Viên đã có động thái gây chú ý sau chuyện con dâu đơn phương đòi ly hôn. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, bà Trương Lan đã bày tỏ ủng hộ con trai Uông Tiểu Phi. Bà Trương Lan còn khẳng định Uông Tiểu Phi không làm gì sai khi chăm chỉ làm việc vì gia đình và luôn yêu thương vợ, yêu con. Trong khi con trai vừa bận rộn với sự nghiệp, vừa phải dỗ dành vợ của mình khi bản thân gặp nhiều áp lực. Bà Trương Lan cho rằng con trai mình khó tính bởi anh là người làm kinh doanh, lại phải lo toan chuyện gia đình, trong khi không được sự thông cảm từ hậu phương. Lời nói của bà Trương Lan bộc lộ sự không hài lòng và chê trách con dâu. Đồng thời, bà Trương Lan bày tỏ tâm trạng buồn và không hài lòng về việc con trai và con dâu ly hôn. Thậm chí, mẹ chồng Từ Hy Viên còn like những bình luận khen con trai và chỉ trích con dâu. Trong phần bình luận của cư dân mạng, bà Trương Lan bấm like loạt nhận xét. Uông Tiểu Phi đẹp trai, ga lăng, có trách nhiệm với gia đình, sẽ không bao giờ gây chuyện. Từ Hy Viên không học hỏi y năng tịnh, chuyển đến Thượng Hải vì người yêu. Từ Hy Viên là người không biết lo toan. Vì cô quá cá tính nên Uông Tiểu Phi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu và quý vợ. Từ Hy Viên sống hơi ích kỷ quá rồi. Bà Trương Lan cũng nhiều lần tuyên bố trong chương trình phát sóng trực tiếp rằng Uông Tiểu Phi không hề sống buông thả, ăn chơi và vô trách nhiệm với gia đình. Trong 10 năm gắn bó với Từ Hy Viên, con trai đã bay đi bay lại hơn 700 lần để thăm vợ con. Trong khi Từ Hy Viên hiếm khi đưa các cháu về thăm bà nội, điều này khiến bà Trương Lan không hài lòng. Trước đó, bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên cũng đã phủ nhận tin con gái bà ghét mẹ chồng nên mới chọn sống ở quê nhà thay vì về Bắc Kinh. Trả lời truyền thông ngày 9 tháng 6, mẹ Từ Hy Viên khẳng định rằng mối quan hệ giữa diễn viên và mẹ chồng rất tốt, hai người hòa thuận vui vẻ. Từ Hy Viên quý mến quan tâm đến sức khỏe bà Trương Lan, thậm chí thường mua thuốc, đốc thúc bà uống đều đặn, động viên bà chăm sóc cơ thể, giữ gìn sức khỏe. Bà Xuân Mai phủ nhận việc con gái khó chịu vì mẹ chồng nữ vương nên mới đưa con từ Bắc Kinh về Đài Loan sống, chấp nhận cảnh vợ chồng xa nhau. Bà ấy rất quý mến con dâu, bà Xuân Mai nói. Bà Xuân Mai cũng cho biết con gái hiện đã bình ổn trở lại nhưng vẫn chiến tranh lạnh với chồng. Cô không chịu nghe điện thoại của chồng, càng không chịu cho anh trò chuyện với các con qua điện thoại. Điều đó khiến Uông Tiểu Phi càng day dứt nhớ con. Tôi khuyên Uông Tiểu Phi nên nhún nhường, kiên trì một chút giai đoạn này, bà kể. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi chia sẻ lời bài hát Live Before You Love Me lên mạng xã hội, thể hiện tâm trạng không vui sau khi bị vợ đơn phương đâm đơn ly hôn. Một nguồn tin cho hay, anh có kế hoạch về Đài Loan để vỗ về vợ, hòng rút lại đơn ly dị, cứu vãn hôn nhân. Trong khi đó, một nguồn tin cho biết, Từ Hy Viên đã cân nhắc rất kỹ việc ly hôn, không có chuyện thay đổi. Từ năm ngoái, cô đã định ly hôn với Uông Tiểu Phi do bất đồng quan điểm sống. Thêm vào đó, khoảng thời gian định cư ở Đài Bắc trong nhiều năm đã khiến quan hệ giữa hai người thay đổi đáng kể. Hiện tại, Hy Viên không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của phóng viên. Kể từ khi cưới Uông Tiểu Phi năm 2010, Từ Hy Viên được cho là chim sẻ hóa phượng hoàng bởi chồng nữ diễn viên là con trai độc nhất của bà Trương Lan.